Xin chào quý vị khán giả đang theo dõi Camera 247 với những tình huống người thật, việc thật về tai nạn giao thông. Tình hình an ninh trật tự được ghi lại qua camera. Từ đó chúng ta sẽ phân tích, bình luận để thấy rõ cái đúng, cái sai trong mỗi tình huống và rút ra bài học thực tế. Ngay sau đây, xin mời quý vị cùng đến với clip camera đầu tiên. Hình ảnh trích xuất từ camera an ninh gắn tại một khu trọ ở quận 12 thành phố Hồ Chí Minh ghi lại sự xuất hiện của hai đối tượng có hành vi bất thường. Khi một tên mặc áo xe ôm công nghệ ngồi trên xe cảnh giới bên ngoài, thì tên còn lại lẻn vào trong khu trọ, tiến đến một căn phòng đang mở cửa. Nhưng lúc này hắn ta phát hiện trong phòng trọ đang có người. Theo nạn nhân cho biết, thời điểm đó anh đang đứng nấu ăn ở bếp, quay lưng ra ngoài nên không hay biết sự xuất hiện của kẻ trộm. Thế nhưng mặc dù thấy rõ có người bên trong, song kẻ trộm vẫn không bỏ qua cơ hội. Hắn ta bỏ dép ở ngoài để tránh gây tiếng động, rồi lẻn vào trong lấy trộm một chiếc điện thoại iPhone X đắt tiền và nhanh chân bỏ trốn cùng với đồng bọn. Quả thật, không ai có thể ngờ đến sự manh động của kẻ trộm. Tuy nhiên, điều đáng lưu ý là vì sao người lạ lại dễ dàng ra vào khu trọ như vậy? Vấn đề này thuộc về trách nhiệm của chủ trọ, bởi lắp đặt camera an ninh là chưa đủ mà cần phải bố trí cả lực lượng bảo vệ trông coi, nắm thông tin những người ra vào khu trọ. Bên cạnh đó thì người dân cũng cần lưu ý trong việc bảo vệ tài sản cá nhân của mình. Và tiếp tục xin được chuyển sang một tình huống hy hữu khác. Khi ngồi trong nhà cũng bị giật điện thoại thưa quý vị. Vụ việc xảy ra tại một căn nhà nằm trên đường Võ Thị Hồi, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Theo nạn nhân cho biết thì nhóm đối tượng gồm 4 người, một tên đi bộ đến giả vờ tiếp cận rồi nhảy chồm vào giật phăng chiếc điện thoại trên tay nạn nhân đang ngồi trong nhà. Đi bộ trên đường hay đi xe máy dùng điện thoại thì rất dễ bị cướp giật là lẽ dĩ nhiên. Song chẳng ai ngờ đến chuyện ngồi ngay trong nhà của mình dùng điện thoại cũng có thể gặp cướp thưa quý vị. Clip camera vừa rồi là một tình huống đáng cảnh giác với những ai có thói quen ngồi trước nhà dùng điện thoại. Thưa quý vị, một người đàn ông ở thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai vừa bị mất số tiền 40 triệu đồng. Tuy nhiên, điều đáng nói là nạn nhân lại bị kẻ gian ngang nhiên móc túi, lấy trộm ngay trước mặt mình mà không hề hay biết. Đến khi xem lại camera thì hoảng hốt trước hành vi lừa đảo chuyên nghiệp của một đối tượng người nước ngoài. Nam thanh niên này đang nhiệt tình chỉ đường cho một người đàn ông nước ngoài ngồi trên xe ô tô. Sau đó, người nước ngoài bước xuống xe nhờ đổi tiền đô la Mỹ. Cả hai loay hoay suốt một lúc lâu. Nhưng sau cùng, người tài xế phát hiện mình bị mất 40 triệu từ lúc nào không hay biết. Đến khi xem camera lại thì hoảng hồn phát hiện chính ông Tây này đã thò tay vào túi lấy cọc tiền ngay trước mặt anh như thế này. Mà bản thân anh thì không hay biết gì cả. Điều đáng nói, nạn nhân chỉ là một nhân viên giao hàng, vừa nhận tiền từ khách chưa kịp mang về giao cho chủ thì đã bị trộm mất. Sau vụ việc thì có người cho rằng nạn nhân đã bị thôi miên, song cũng có ý kiến cho rằng đó là thủ đoạn đổi tiền, đánh lạc hướng nạn nhân để lừa đảo. Vậy trên thực tế, đâu mới là thủ đoạn của kẻ gian? Để giải đáp vấn đề này, xin được mời ý kiến từ chuyên gia tâm lý học tội phạm, tiến sĩ Đoàn Văn Bảo. Chúng dùng cái thủ thuật thôi miên để làm cho tuân theo cái điều khiển của chúng mà chúng sẽ lấy tiền. Và cái thủ đoạn này thì phải đối những đối tượng mà khá là chuyên nghiệp mới thực hiện được. Nhưng mà chúng ta vẫn có những cách để chúng ta thoát ra khỏi cái tình trạng đấy. Khi các đối tượng vào thôi miên thì thường chúng sẽ nói đi nói lại một câu. Có thể nói bằng tiếng Việt Nam, có thể nói bằng tiếng nước ngoài. Nhưng mà khi chúng ta cứ lắng nghe cái câu nói đó như vậy lặp đi lặp lại thì chúng ta sẽ rơi vào một cái trạng thái vô thức và chúng ta sẽ bị chúng điều khiển. Như vậy thì khi mà đối tượng có những cái biểu hiện như vậy thì lập tức chúng ta phải chấn tĩnh lại ngay. Hoặc thậm chí là chúng ta phải dừng cái cuộc giao dịch đó lại, chúng ta nói là anh chờ tôi một chút xíu, chúng ta vào chúng ta phải uống một miếng nước, chúng ta rửa mặt, chúng ta quay ra và chúng ta bình tĩnh rồi thì chúng không thể tác động được nữa. Còn nếu như chúng ta đứng mà tiếp tục nói chuyện với đối tượng nói ABC, ABC, ABC cứ nói hoài như vậy thì chúng ta sẽ bị đối tượng tác động và rơi vào một cái trạng thái vô thức bị đối tượng điều khiển. Xin được cảm ơn những chia sẻ hữu ích từ chuyên gia. Và tiếp nối chương trình là tình huống ghi lại cảnh tượng tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại một khu vực đèn đỏ trên tuyến quốc lộ 13, đoạn qua phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Chiếc xe máy đang dừng đèn đỏ thì bất ngờ bị hút từ phía sau văng ra xa bởi một phương tiện xe tải. Qua camera có thể thấy lúc người đàn ông đi xe máy này vừa dừng đèn đỏ thì bất ngờ bị một chiếc xe tải mang biển kiểm soát 51D03868 lao đến từ phía sau, tông trúng vào đuôi xe, hút xe máy và người đi xe máy văng ra xa, khiến nạn nhân đập đầu vào cột điện tử vong tại chỗ.
Một tình huống giao thông hy hữu vừa xảy ra ghi lại cảnh tượng hy hữu khi một người đàn ông cố tình dàn cảnh tai nạn giao thông, ăn vạ trên đường. Qua hình ảnh từ camera có thể thấy xung quanh chiếc xe máy này hoàn toàn không có bất kỳ va chạm nào xảy ra. Song người đàn ông này vẫn cố tình tự ngã rồi lăn nhiều vòng trên đường như thế này để dàn cảnh hệt như nạn nhân sau một vụ tai nạn trên đường. Tuy nhiên sau đó thì cả hai chiếc xe ô tô ở gần người đàn ông nhanh chóng điều khiển xe bỏ đi để tránh bị phiền phức từ hành vi ăn vạ. Có thể nói là các tài xế trong tình huống vừa rồi khá may mắn khi tránh né được đối tượng ăn vạ chuyên nghiệp. Và đến đây, Camera 247 xin được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 19h50 tối thứ Bảy hàng tuần trên VTV9 với những clip camera nóng nhất.